15 tới 2020. Đấy, được trang bị chân vịt, mũ gạt, có hệ thống quay toa, cầu 0.2. Thao tác thực tế của máy tải bản xúc lật và xúc đào, thiết bị 595 tại chân cầu vượt thứ tự đường 5B, Gia Lâm, Hà Nội. Cái tay càng của máy xúc đào chứ không thì nó sẽ dài hơn xúc đào cơ bản, có thể bốc được những gỗ thì xe thì đi đất và thì đất của xe. Tâm xúc đào thì sẽ phải nhanh hiệu và nhìn theo cái số điện thoại thì không phải có mình nhìn theo cái số khu văn phòng, khu nhà xưởng sửa chữa ở đằng xa kia, có thể yên tâm về bảo hành. Chi tiết xin liên hệ theo cái số điện thoại ở vùng bên dưới trên cái thiết bị 5. Xin chào tất cả mọi người.